Xin kính chào mọi người đã quay trở lại với kênh Ô tô cũ Sài Gòn, và tôi là Quang Khánh tại đại lý Toyota Hiroshima Tân Cảng. Thì cũng như mọi ngày thì Khánh xin dành ít phút của mọi người để cho chúng ta có thể cùng nhau để xem những hình ảnh những con xe vừa mới về tại đại lý Toyota Hiroshima Tân Cảng, để chúng ta có thể cùng nhau đánh giá nó con xe bằng một cách chân thực nhất. Thì chủ đề ngày hôm nay thì Khánh xin mang đến cho mọi người một mẫu xe vừa mới về tại đại lý Toyota Tân Cảng, đó là con xe CX5 2020 và chỉ mới lăn bánh được 4.000 km thôi ạ. Thì mà nhắc tới CX5 thì chúng ta đều biết là một trong những dòng xe đô thị được nhắc đến tại thị trường Việt Nam khá là nhiều. Thì chúng ta hãy cùng nhau xem những hình ảnh sau đây về con xe CX5 này nha. Vâng, đây là hình ảnh của con xe CX5. Xe được sản xuất năm 2020 ạ. Thì xe phải gọi là một con xe rất là lướt, vì nó chỉ mới chạy được có 4.100 cây số thôi. Thì ở thời điểm hiện tại, để sở hữu một con xe CX5 thì chúng ta để lăn bánh được tại Sài Gòn thì chúng ta phải bỏ ra một số tiền khoảng 1.030.000.000 cho phiên bản 2.0 Premium này. Thì chúng ta hãy cùng đánh giá xem về phần ngoại thất và xem một dòng xe xung quanh xe nó như thế nào nha. Về phía phần đầu, chúng ta thấy được cái phần đèn cản, phần đèn của nó được thiết kế là full LED, rất là đẹp và tinh tế. Mọi người có thể thấy được trau chuốt rất là tỉ mỉ, và những cái đường gân gấp khúc trên thân xe đều rất là liền mạch. Ngay cả đèn sương mù vẫn là sử dụng đèn LED và dải đèn auto ban ngày. Như quý vị có thể thấy, phần cản trước được trang bị 4 cảm biến va chạm. Đây. Thì về phía cái lưới tản nhiệt này thì được thiết kế là gương mặt cười. Như chúng ta thấy thì nó rất là mang cái hình dáng của logo của Mazda, rất là quen thuộc Thì Khánh cũng xin công bố cái biển số luôn cho mọi người xem. 77A117018. Vâng, phần phía trước rất là đẹp và liền mạch. Chúng ta hãy cùng xem một dòng xe nha. Cái mâm còn rất là mới, và mọi người có thấy nó chưa có dấu hiệu gì trầy xước cả. Mâm rất là lớn, mâm sử dụng mâm 19 inch nha mọi người. Đây à. Rồi mọi người thấy gầm phục đồ rất là đẹp. Thì Khánh mang đến những hình ảnh chân thật nhất và của cái xe nguyên thủy khi về tại đại lý Toyota Tân Cảng, để chúng ta có thể cảm nhận được những hình ảnh lúc mà chưa dọn. Nhưng khi đại lý Toyota Tân Cảng đã dọn xe rồi thì cũng phải là 9 điểm 10 điểm so với xe mới đấy ạ. Vì cái công nghệ tại đại lý Toyota Tân Cảng chúng tôi rất là trau chuốt cho cái xe để nó đẹp hơn. Đây, về phần phía nội thất màu đen. Phần cửa, tay nắm cửa được cùng màu với thân xe nha mọi người. Xe thì được dán phim cách nhiệt rồi. Phần viền trên mui được mạ rất là tinh tế và đẹp. Còn phía cản sau thì chúng ta thấy đèn hậu được trang bị là đèn phía đèn xi nhan là đèn halogen, còn lại là sử dụng đèn LED hết. Và phía cản sau thì cũng được trang bị 4 cảm biến luôn nha mọi người, gồm có 2 cảm biến da và 2 cảm biến gốc. Phiên bản 2.0 Premium, để phân biệt được phiên bản 2.0 và phiên bản 2.5 thì chúng ta có thể phân biệt được phiên bản 2.5 thì nó sẽ được trang bị thêm phần bệ bước và phần đá cốp ở phía sau, còn phiên bản 2.0 thì không được trang bị, nhưng mà đều được in dập chữ Premium bên sau phía sau
thân xe nước sơn của xe rất là đẹp và mới, gần như là như một con xe mới luôn à. Vỏ xe rất là đẹp. Thì chúng ta đã vừa xem xong cái phần ngoại thất, thì Khánh mời mọi người chúng ta hãy cùng vào phía trong xe để đánh giá phần nội thất như thế nào nha. Đây, phần nội thất rất là mới, ghế được bọc da. Trên vô lăng thì được trang bị các nút bấm, tích hợp nút bấm an toàn cho chúng ta. Xe cũng đã được trang bị đồng hồ trên và cả cảnh báo va chạm, cảm biến va chạm à. Xe cũng được trang bị thêm bản đồ Việt Map, camera hành trình, đầu DVD quen thuộc đối với dòng Mazda. Thì xe sử dụng hai chế độ lái là Sport và lái thường, cộng thêm Smart Key, chìa khóa Smart Key và khởi động Start nha mọi người. Đây ạ. Các nút bấm như là thắng tay điện tử đây, và các nút dặn để điều chỉnh màn hình. Xe được trang bị mở cốp điện và được trang bị hệ thống VSC, TSC và các nút bấm cảm biến da. Đặc biệt nữa là cửa trời. Phần cửa trời này được Mazda trang bị trên dòng CX-5 này. Đây, mọi người có thể thấy rất là thoáng. Xe thì đã được bọc da hết luôn rồi. CX-5 thì là một trong những dòng xe được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam hiện nay. Thì để sở hữu một con này, như Khánh vừa chia sẻ, thì để sở hữu con CX-5 xe mới tại Sài Gòn thì chúng ta phải bỏ ra một mức giá là 1 tỷ 030 triệu. Nhưng để sở hữu con xe này thì chúng ta có thể tiết kiệm hơn được 100 triệu. Trong khi đó xe chỉ mới lăn bánh được mấy tháng thôi. Xe được sản xuất năm 2020 nha quý vị. Thì tại sao chúng ta không lựa chọn một mẫu xe như thế này? Vừa tiết kiệm cho chúng ta 100 triệu và nó không khác gì một con xe mới cả. Chỉ mới chạy 4.000 km thôi. Thì quý vị có nhu cầu để sở hữu con xe này, hay tìm những dòng xe thích hợp cho mình vào những dịp lễ Tết sắp tới, thì mọi người có thể liên hệ số điện thoại phía dưới màn hình để được tư vấn kỹ lưỡng và tận tình nhất. Thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Và xin hẹn gặp lại ạ.